cô chú anh chị và các em. Bữa Thảo đi gửi đồ á, rồi có bà con hỏi hôm nay có nhận được không, rồi tình hình gửi về bển như thế nào. Nên giờ Thảo đi gửi thêm một thùng nữa nè, quay cho bà con cô bác coi nha, tình hình gửi đồ ở đây và tình hình nhận đồ ở bên Việt Nam nha. Có thằng cháu tội nghiệp lắm, mới bị bắt chiếc xe đi chợ, thằng nhỏ có chiếc xe thôi, rồi còn bị phạt nữa. Tội đi chợ mà không có đọc quy định mới, có quy định mới vừa mới ra, nhỏ không biết, đi ngay cái giờ đó bị tịch thu xe. Quy định cách ly đồ phải cập nhật thường xuyên. Bữa nay gửi thùng đồ này ít nhiêu đây thôi bà con cô bác ơi, giờ mình đi mua thêm một số thuốc cần thiết nha. Mỗi lần quay phim á, sắp ra cho bà con cô bác coi cái này rong biển về cuốn cơm á ăn, không có đồ ăn á cuốn cơm ăn cũng được. Cái này là mấy cái thịt sấy khô qua nhị qua nghệ tây, ngâm nước có uống cho cơ thể sảng khoái, tốt cho sức khỏe, ngủ được ngủ ngon. Ở chợ sỉ Costco á, lâu lâu có bán một hộp về 1 gram. Ảo lấy chừng 5 đến 10 sợi á, ngâm khoảng 2 lít nước trở lên, uống từ sáng đến chiều á, mình ngủ ngon, tốt sức khỏe, đẹp da. Dương hả? Gừng á, mua kẹo gừng. Sô-cô-la này thì mấy đứa em yêu cầu nè, bỏ vô đây cái ra người ta kiểm lại. Cái này đồ ăn, cái này đồ cho em bé bữa mua đó, giờ tới giờ mới gửi nè. Mặt chia táo tàu còn dư nhiêu đây nè, ở trong tủ đá giờ thôi lục ra để gửi luôn. Bỏ giờ mới thấy mấy hạt đậu, cái này đồ xài. Cô chú anh chị và các em ơi, bữa Thảo đi mua mấy cái chai này nè ở tiệm Nhật Thành đó, ở gần khu nhà Thảo nè. Cái cô đó nói Thảo Cali, trời cô coi Thảo hoài, tặng cho Thảo 2 chai đó. Dầu gió, tại vì Thảo mua cái này nè để về nấu nước sông á. Cái bọ, nếu mà không có mấy cái loại mà cỏ cây để nấu nước sông á thì mình lấy dầu gió nè, bỏ vô cái nồi nước sông mấy giọt là xong á. Khi mà cảm thấy hơi mệt á, muốn cảm á, xong á tốt lắm, tốt cho sức khỏe lắm, hít thở cho đường hô hấp á, giống như là được thông suốt á, giải cảm, tốt cho sức khỏe. Nói nên Thảo mua dầu gió Thảo gửi về nè. Dầu khuynh diệp nè, có một lần á Vincent đi cắm trại bị cả 50 vết mũi đốt à, sức buổi sáng tối á tới sáng hết trơn luôn, lặn hết trơn, mà thịt Vincent độc lắm á. Nên cô chú anh chị và các em á, có con trùng cắn mà mình không có mấy cái thuốc tây á thì mình lấy dầu khuynh diệp này sức nha, hay lắm. Cái này nay có dầu giống cù là luôn á. Còn cái chai này thì có chai bự chai nhỏ nữa nè. Cái này mấy đứa cháu thích lắm, thích cam, cam không? Cam. Cái này quên đó, để ra gói chứ để bể à. Lúc này á, bạn Thảo vô trong chợ bán sỉ á, mua thuốc giảm sốt á, ví dụ như là Tylenol nè, mua nhiều á, cái ra tính tiền được có một hộp à, hộp lớn mấy 200-300 mấy chục viên á. Cô bác anh chị em đi thử coi phải vậy không nha. Bạn nói hôm qua mua được có một hộp, nên Thảo mua mấy cái hộp nhỏ nhỏ nè. Không có mua rồi nên giờ mua hộp nhỏ nhỏ gửi. Cái này hiệu khác mà cũng là thuốc cảm, cũng đầy cũng thùng rồi ha. Ông Thái nói sao đi mua đồ gửi bữa nay mà không nói ổng không đi mua thêm cho. Cô chú anh chị và các em ơi, gửi hàng này á là người ta bảo đảm cho mình, nếu mà mấy cái đồ ăn bình thường mình không cần thay thế. Còn mấy cái gì mà giá cao đắt á, như thuốc á, mình gửi 2 hộp thì không có đóng thế. Mà hộp thứ 3 trở lên á, tùy hộp nhỏ hộp lớn, chỗ đó sẽ tính thế cho mình khoảng $2 đến $5 một hộp, tùy theo hộp lớn nhỏ ha. Rồi mấy cái gì mắc tiền như là iPhone vậy đó thì mình đóng thế khoảng gần $100 đó, người ta bảo đảm cho mình về tới nhà luôn, mất người ta đền. Nên cái này là giao tận nhà luôn, có ghi danh sách hết trơn về để Thảo quay cho bà con cô bác coi là bên gia đình Thảo nhận đồ bên Việt Nam nha, cho bà con cô bác biết luôn. Rồi, nặng quá, anh đẹp trai ghinh kìa, cảm ơn anh đẹp trai. Lúc trước á, Thảo gửi về sân bay nhận, thằng em nó cự quá, nó nói mất cả ngày nhận ngoài sân bay lận, mà rất là cực luôn, nên giờ gửi thẳng về nhà luôn.
Bữa nay á, ông Thái đi gấp gấp nè, để về đi làm nữa. Đi vô coi có nhiều người gửi không ha. Thảo ở miền Bắc California có nhiều dịch vụ gửi đồ, nhưng mà mình quen gửi chỗ này rồi. Hồi xưa giờ, bạn Thảo thì gửi chỗ khác. Đó, mỗi người quen chỗ. Giá trung bình á, gửi về Sài Gòn khoảng 2 đô rưỡi đến 3 đô. Về quê á, thì khoảng 4 đô la. Một phao. Một phao là gần nửa ký. Trời ơi, quá trời đông luôn. Ông Thái không chưa có chỗ vô, ông đứng ngay chỗ cửa luôn. Đi vô đi ông ơi. Rồi đứng chặn cái cửa người ta luôn rồi. Lần trước Thảo đi gửi đồ, nhà Thảo bên Việt Nam nhận rồi. Bình thường á, gửi một tuần là nhận được. Còn bây giờ người ta gửi nhiều. Với lại ở bên Việt Nam á, có nhiều khu bị cách ly á, nên nhận lâu hơn. Gần 3 tuần mới nhận được. Mà nhận được rồi nên Thảo đi gửi nữa. Cả nhà ơi, tới chỗ gửi đồ rồi, quá trời đông. Đứng đợi, nãy giờ đợi 10 phút rồi. Đây là những chỗ gửi đồ giao về Việt Nam đến tận nhà luôn. Giá hơi cao hơn là nhận ở sân bay, nhưng mà mình không có lo hàng quá, với lại đi nhanh. Bây giờ thì không có nhanh được như bình thường, nhưng mà cũng gửi được nha cô chú anh chị và các em. Người ta cũng đem lại gửi quá chừng luôn nè. Thảo gửi thùng đồ á, thường ghi tên hai người trong gia đình ở bên Việt Nam á, với số điện thoại rõ ràng để cho người ta liên lạc được. Với lại nhà nếu mà trong hẻm lỡ bị cách ly thì sao người ta giao được ha, nên có cái nhà nào á, ngoài mặt tiền á, cái mình ghi địa chỉ để mình dễ nhận hàng á. Dạ, trồng cây cũng cực lắm cô ơi. Dạ. Rồi, xong cái thùng của Thảo nè, không có mua thêm được nữa, kỳ này gửi cái thùng nhỏ thôi. Cảm ơn em gái. Trái kiwi. Hồi đó có cái bà con á, có người quen, có một vườn kiwi 800 gốc mà bữa nay bà bán nhà bà đi rồi. 800 gốc, đi hái đã lắm. Hái kiwi vui. Cô Ngọc làm ở đây là lâu dữ lắm rồi hả cô Ngọc? Gần 20 năm rồi con. Dạ, yeah, lâu quá. Thì gia đình con gửi cũng bằng cái thời gian cô ở đây. Cảm ơn. Con qua Mỹ bao nhiêu năm thì con đến con ủng hộ qua Pháp Mỹ. Dạ. Để con có quay được xe gửi hàng bển để con đăng lên nha cô. Đăng lên cho bà con coi đó. Dạ. Dạ rồi bye cô. Bye em. Bye chị. Bye chị. Bye bye em gái đẹp nè. Bữa nay chị quay lên hình cho đẹp coi. Rồi. Đẹp quá trời đẹp, dễ thương. Quê Thảo nè, Bến Tre, gần bến phà Hàm Luông cũ nè.
Bây giờ con đường vắng que à ha. Thấy xe giao hàng tới á, em quay cho Thảo coi nè, đăng lên cho bà con cô bác coi cho biết luôn. Hàng ở bển nhận được mừng quá, Thảo muốn khóc luôn á. Giờ gửi nữa cô chú anh chị dạ em ơi. Bà ngoại làm gì hả bà ngoại? Ngoại đang kiểm hàng của Thảo Cali gửi về nè. À, này ngoại ngoại mới khui hả? Mới khui ra mà nghe là ở ngoài khu điện á có mà mấy ca dịch cúm thành thử ra ngoại sợ ngoại xé thùng ra rồi ngoại thử trong này má hai gửi về có khô bò rồi ngũ cốc rồi ha, có đầy đủ này thuốc của ngoại hả? Thuốc rồi ngũ cốc rồi rong biển rồi cũng đầy đủ rồi. Kiểm thấy đủ chưa? Kiểm đủ hết rồi. Đủ rồi không? Rồi đâu đó đủ hết. Ông ngoại nè, ngoại có nói gì không má hai nè? Đó. Ba làm sao sức khỏe cho hai con. Rồi chúc bà Thái với má hai sức khỏe không? Với thằng Thái với Minh Tràn ba có được hàng của con gái đó, là nhận bánh của má hai rồi không? Đem về rồi à. Rồi hồi ăn thử ha. Ăn uống nước rồi. Rồi bye bye khán giả ở đây ngoài. Bye bye đó. Đó rồi đây nè má hai, đây là đường xá hiện tại ở Việt Nam nè má hai. Ở này là cái quốc lộ lớn á, để nối Bến Tre mình với mấy cái tỉnh ở phía lộ bên kia á. Thì nó có một cái chốt kiểm soát là giống như là khi mà mình muốn đi qua đó vậy đó, là cũng như nó để ngăn cách mấy cái phường lại với nhau á má hai. Giống như khi mình muốn đi qua thì mình phải có lý do thì người ta mới cho mình qua được đó. Giờ con đang đi siêu thị để con mua thêm số thịt cho bà ngoại. Này là quốc lộ á má hai đó, chỉ có mấy xe vận chuyển hàng hóa nó đi qua lại thôi. Tối trước ngày chỉ thị 16 kêu cả nhà mua cái gì không? Mẹ bà điện, Phương. Chỉ thị 16 còn đi được không? Chứ giờ mẹ thuốc tiêm hết trơn, không còn miếng nữa. Mẹ coi mẹ mua cho mẹ ăn hộp với hai dĩ. Trời ơi, tức tốc, đội cái khẩu trang, mặc cái áo khoác, chạy liền. Chạy ra ngoài lộ vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn. Chị bán em hai cái dĩ dưới đây, với một cái hũ này. Rồi bà chị bà kêu cưng ra cách xa 2 mét đi rồi chị bán cho cưng. Nó phóng ra lộ, đứng giữa lộ cũng không có chiếc xe nào luôn cả nhà. Buồn như vậy đó cả nhà. Đó. Mong cho hết dịch mua bán làm ăn chứ nhà nào đóng cửa gì biết gạo đâu ạ. Lo lắng quá cả nhà. Chị hai bển bà đâu có biết. Bà nói trời ơi, thấy nó chạy nữa bà gầy hoài mà tại vì nhà ba em để cho ba em ở riêng. Chẳng có gì tổng thiếu gì cái đây em chạy vậy. Bà ngoại ơi, hàng gì à? Đó, mua bịch thuốc. Rồi, cách xa 2 mét đi. Đó, máng vậy đó, gì à? Cái này là con đường đi xuống bến phà Hàm Luông, nhà của Thảo á. Cái này là trước nghị định 16 nè, chứ giờ mấy tụi nó đâu dám ra nữa. Giờ á, gia đình Thảo khóa cửa luôn. Không tiếp khách, không đón khách, ba mẹ già quá. Nó ở nhà trồng rau, cải đồ rồi ăn vậy đó. Thảo nói hái rau vô ăn nhiều đi, rồi có cái gì Thảo gửi về cho. Đừng có đi chợ đồ nữa, đi gì mà bị bắt rồi phạt rồi, chiếc xe bị nhốt luôn rồi không biết chừng nào được lấy ra. Đó rồi cái này là mấy đứa em Thảo gửi hình ảnh của gia đình á, của ba cho Thảo coi, tại vì 3 năm rồi chưa có được về thăm quê. Bây giờ á gia đình chỉ ở nhà sinh hoạt vậy á. Mai là ở bên Việt Nam cũng còn có mạng xã hội đồ coi ha, có tivi đồ coi. Rồi ba nè, tập thể dục. Mấy đứa em mua cho cái máy tại chân ba yếu á. Rồi còn cái chỗ này á là trước đây nguyên cái giường hồi lần trước 3 năm trước bà con thấy Thảo quay á, cái giường cây rậm rạp luôn. Giờ mấy đứa em nó ban ra trồng rau. Mà hên quá mới ban ra trồng rau thì bây giờ lại dịch có rau ăn. Ở phía sau á có mấy ô nhiều đó, trồng ra. Cái xích đu này mấy đứa em mới làm để cho ba Thảo tập cái chân á, tại cái chân lúc này yếu, đứng không vững á.
mình xích đu như vậy nè, mà cái chân nó khỏe hơn, giống như tập thể dục vậy đó. Và mấy đứa cháu nè, giờ đâu có đi đâu được, tối ngày phá cổng ở trong nhà, có mấy cái đồ chơi này á, cũng đỡ buồn ha. Rồi tương lai á, thì có cái hồ bơi. Cái này là mấy chú mấy anh làm hồi trước khi mà cách ly, giờ á, làm nửa chừng rồi mà chưa có xong cái hồ bơi. Thời gian đổi thay ha, mai mốt Thảo về nữa thì cảnh xưa không còn nữa, có cảnh mới thôi. Cái gì cũng phải thay đổi ha, miễn sao lòng mình không thay đổi là được. Đây, ở đây là ngoài vườn nhà nè má ơi. Đó, ở đây có mấy cái đèn năng lượng mặt trời của má Hai với bà Thái gửi về con cắm ở đó đó. Với lại ở bên kia, với lại ngay mấy cái luống giữa nè. Đó, ở đây có cái vàng nè, mốt nó leo lên đây để ăn nè. Đó, đây là mấy cái luống của bà ngoại. Bà ngoại trồng mấy cái rau lên đây nè. Này thì của bà ngoại trồng nữa ha. Đèn này thì bữa mấy Hai gửi về nè, tại tối nó mới sáng, nó còn cắm ở nhiều chỗ lắm đó. Bên đây nữa. Với lại dưới cái hồ sen con cũng cắm luôn nè, tại mấy Hai gửi về nhiều quá, còn dư số nữa con để trong phòng á, để kiếm chỗ cắm sau. Đó. Bạn hôm nay mình có thật cái điều cựu chỉ thân cái này là các bạn cái chuyện cơm ăn đó các bạn, cái dĩ thường nước cái này chỉ không đâu ăn thằng ăn trứng dễ hiện người ta một tí trứng đó các bạn, trứng muỗng nổ trẻ nổ các bạn muốn ăn cái này người ta phi hô của mình nha các bạn. Mấy đứa em đứa cháu á, lấy đất sét ở dưới đây nè, nắng đồ chơi cho mấy đứa nhỏ chơi. Có con nhỏ cháu á, nó cũng nói chuyện líu lo, giống má Hai nó ha, thấy cưng lắm. Vô xuống ăn có thực vật nè. Quay lén ông xã nè, đi chợ về á. Đi với Tuấn hả? Cả nhà ơi, đây là video cái vườn á, trước khi bị đốn hết cây để làm hồ bơi. Thảo quay lại cho bà con cô bác coi 3 năm trước Thảo về Việt Nam á nha. Cái vườn hồi trước nè, cây quá trời cây luôn. Xong rồi hả con? Dạ. Chờ chút. Để quay xong hái xoài rồi Thảo xuống. Anh xã kêu xuống ăn. Hai cô cha, hai dì cháu hái xoài. Hái xong rồi. Gia đình nè. Gia đình của Thảo á. Đang chặt dừa nè, dừa ở nhà trồng. Thảo về là uống nước dừa. Ba của thằng cháu nè, mới mua con cá ở ngoài cái sông lớn lắm, hầm luôn á, đem vô. Chiếc cối đá này á, là đăng lên mạng tìm cái người quen cho nè. Rồi Thảo định đem qua Mỹ, nhưng mà lần đó hành lý nhiều quá, không có đem cái cối này được. Định lần sau về mà tới giờ 3 năm rồi chưa về được. Có một bụi chuối rất là lớn, còn xung quanh vườn có nhiều cây lẻ tẻ nữa. Còn đây là cây cốc. Cây này là cây cốc Thái. Thảo thấy cũng có một mớ trái nữa. Cây chuối này có cái buồn to. Cái bắp chuối nó ra hết trái rồi. Ở đây là lỗ chuối khác. Chắc chuối à, cơm chua quá. Mít này mít gì ngoại? Mít Thái. Ủa? Mít tố nữ. Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Thảo luôn hy vọng cho quê mình á, sớm mau hết dịch. Có dịp á, Thảo sẽ về thăm lại quê, thăm lại người thân, bạn bè và mọi người. Cảm ơn cô chú anh chị và các em đã cùng Thảo đi gửi đồ cho người thân ở bên Việt Nam nha. Chúc bà con cô bác sớm qua được đại dịch, lúc nào cũng khỏe và bình an. Hẹn gặp lại trong video mới. Cảm ơn đã ủng hộ gia đình Thảo. Ông Thái đi làm mà giờ Thảo với Minh Sình đi bộ về.